Mục đích của thông công lẽ thật, không chỉ để con người hiểu lẽ thật, mà còn để họ thực hành và đổi thay. Nếu người hiểu được lẽ thật nhưng lại không chịu thực hành, mọi hiểu biết đó xem như vô ích. Người mất cơ hội đạt được lẽ thật và mất cơ hội để được cứu rỗi. Một vài người nói thực hành lẽ thật sẽ chẳng giải quyết nỗi vấn đề. Một số khác nói lẽ thật không thể giải quyết tâm tình bài hỏi, nhưng vấn đề nào cũng có thể giải quyết. Chìa khóa là người phải hành động sao cho phù hợp với lẽ thật. Nếu thực hành lẽ thật mà mình hiểu lẽ thật sâu hơn, người sẽ đạt được, sẽ được Đức Thánh Linh khai sáng, dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Ồ, nếu người thực hành lẽ thật sâu hơn, người sẽ đạt được và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Vấn đề của các ngươi không như ung thư. Nếu các ngươi đưa lẽ thật vào thực hành, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Chỉ cần ngươi hành động theo lẽ thật, nếu ngươi có đuổi theo lẽ thật thì thành công nhất định sẽ đến. Còn nếu ngươi đang đi sai con đường, để ngươi coi như đã xong. Nếu thực hành lẽ thật mà mình hiểu lẽ thật sâu hơn, ngươi sẽ đạt được, sẽ được Đức Thánh Linh khai sáng, dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Ồ, nếu ngươi thực hành lẽ thật sâu hơn, ngươi sẽ đạt được và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Một số chỉ lo nỗi lo của mình, chẳng làm theo lẽ thật sẵn có rồi. Họ vốn dĩ phải khổ đau, có phước lành nhưng không biết hưởng. Chỉ cần người đi con đường thực hành sẽ thay đổi được điểm yếu chết người. Nhưng hãy cẩn thận và thận trọng, chịu đựng thêm gian khổ. Tin vào Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có sự thận trọng. Nếu người có thành công trong đức tin, nếu tỏ ra thản nhiên như thế. Nếu thực hành lẽ thật mà mình hiểu lẽ thật sâu hơn, ngươi sẽ đạt được, sẽ được Đức Thánh Linh khai sáng, dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Ồ, nếu ngươi thực hành lẽ thật sâu hơn, ngươi sẽ đạt được và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nếu ngươi thực hành lẽ thật mà mình hiểu lẽ thật sâu hơn, ngươi sẽ đạt được, sẽ được Đức Thánh Linh khai sáng, dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Ồ, nếu ngươi thực hành lẽ thật sâu hơn, ngươi sẽ đạt được và sẽ được Chúa Trời cứu rỗi. Và sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Và sẽ được